Xin mến chào cả anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Trong video ngày hôm nay, vào dịp ngày cuối tuần, em sẽ vào bếp thực hiện và chia sẻ cách làm món lẩu ếch lá giang đổi vị cho gia đình. Cách nấu lẩu cực kỳ đơn giản mà lại ngon chuẩn vị, đảm bảo các thành viên trong gia đình sẽ thích. Sau đây xin mời cả anh chị và các bạn cùng em thực hiện nhé. Nguyên liệu đầu tiên để làm món lẩu hôm nay ở đây đó là thịt ếch. Các anh chị và các bạn nên lựa mua thịt ếch đồng tươi sống, thịt sẽ dai ngon. Khi mua sẽ nhờ chủ bán làm sạch, tùy theo sở thích của mỗi gia đình có thể để ra hoặc là lột bỏ. Khi làm sạch ếch sẽ lấy bỏ phần gân ở hai chân trước và hai chân sau, cho sạch khi ăn sẽ không bị tanh. Tiếp đó dùng muối thêm giấm ăn hoặc là rượu trắng. Bóp làm sạch nhớt, khử mùi, đặc biệt đó là tiêm máu dư, đảm bảo thịt ếch được sạch khi ăn sẽ thơm ngon, không bị tanh. Rồi lại tới khi sạch. Tiếp đó thịt ếch được làm rửa sạch sẽ chia miếng vừa ăn. Phần đùi ếch sẽ nên khứa nhẹ cho hấp dẫn. Rồi cho thịt ếch vào một cái tô. Sẽ ướp một chút gia vị, hạt nêm, bột ngọt, tiêu, nước mắm, bột nghệ. Bột nghệ giúp thịt ếch có màu vàng ươm sẽ trông hấp dẫn. Trộn và bóp để gia vị được thấm đều vào thịt. Và sẽ ướp trong khoảng thời gian từ 15 tới 20 phút. Tiếp theo các nguyên liệu để món lẩu trở nên thơm ngon chuẩn vị ở đây thì em có sử dụng. Theo tỷ lệ 1,2 kg thịt ếch đồng em sẽ kết hợp 2 nắm lá giang đã được làm và rửa sạch. Tùy theo sở thích của mỗi gia đình sẽ ăn chua ít hoặc là nhiều sẽ tăng giảm lá giang cho phù hợp. Hai quả cà chua chín mọng. Một nắm ngò gai kết hợp với rau ngổ. Một quả dừa bánh tẻ lấy phần nước để vị nước lẩu được ngọt thanh đậm đà. Ngoài ra các anh chị và các bạn có thể thay bằng nước hầm xương lợn hoặc là gà. 3 tép xả cây lấy phần non thái lát, phần đầu trên sẽ đập dập cắt khúc 3-5 cm. Ớt cay sẽ tăng giảm theo sở thích của mỗi gia đình. Một mẫu gừng nhỏ thái lát mỏng, 2 củ hành tím thái lát, một củ tỏi băm. Tương ớt sẽ giúp cho nước lẩu có vị cay nhẹ, màu lại đẹp. Để ăn kèm với món lẩu ếch lá giang, em có thêm đậu hũ trắng hoặc là chiên để ăn kèm được ngon hơn. Các loại rau ăn kèm phù hợp cho món lẩu ếch lá giang tùy theo sở thích của mỗi gia đình các anh chị và bạn có thể chuẩn bị. Kèo nèo, giá đỗ, bắp chuối bào, nấm bào ngư hoặc là nấm rơm, rau nhút, rau muống, rau xà lách. Tiếp đó sẽ bắc chảo lên bếp cho nóng, thêm một chút dầu ăn. Ăn, cho thịt ếch đã ướp vào chiên tới khi săn lại. Thịt ếch được chiên sơ qua, săn lại giúp khi ăn thịt sẽ dai ngon, không bị tanh. Thịt ếch đã chiên săn lại có màu vàng ươm thơm phức sẽ lấy ra ngoài để riêng. Rồi cho gừng, xả hành và tỏi vào phi thơm. Gừng xả giúp cho nước lẩu có vị thơm dễ chịu hơn và khử tanh cho thịt ếch rất hiệu quả.
Gừng, sả, hành và tỏi phi dậy mùi thơm là được. Sẽ lấy ra 2 phần. Sau khi nấu xong, nước lẩu sẽ cho vào trông hấp dẫn hơn. Rồi cho cà chua tái hạt liệu vào. Nêm gia vị cho phần nước lẩu, muối, hạt nêm, bột ngọt. Đặc biệt sử dụng đường phèn giúp cho nước lẩu có vị ngọt thanh, đậm đà. Một chút tương ớt. Rồi xào để cà chua được nhuyễn, tạo màu cho nước lẩu được đẹp, kết hợp với lá giang sẽ có vị chua ngon. Cà chua được xào nhuyễn sẽ cho nước dừa vào. Thêm nước lọc hoặc là nước hầm xương cho vừa ăn. Và nấu để nước lẩu được sôi trở lại. Nước lẩu đã sôi trở lại, lúc này sẽ cho lá giang vò dập vào và cho từ từ để điều chỉnh vị chua theo sở thích. Khuấy đều nấu cho sôi, đồng thời sẽ đem lại vị chua cay mặn ngọt theo sở thích. Lẩu ếch lá giang sẽ có vị chua thanh ngọt đậm đà, cay vừa phải. Các anh chị và bạn sẽ nêm làm sao cho phù hợp không để bị mặn nhé. Nước lẩu đã vừa vị, cuối cùng cho phần gừng, sả, hành, tỏi phi thơm còn lại vào. Thêm ớt cay hoặc là ớt sừng cho đẹp, nếu muốn ăn cay nhiều sẽ đập dập hoặc là thái lát. Nước lẩu lá giang được nấu theo cách này rất nhanh và đơn giản mà ngon chuẩn vị. Bây giờ sẽ tắt bếp và chuyển qua bếp lẩu để cùng gia đình thưởng thức. Món lẩu ếch lá giang sẽ ngon hơn khi ăn kèm với bún hoặc là miến gạo, thêm nước mắm ớt. Nước lẩu đã sôi, cho một ít ngò gai, rau ngổ vào tạo mùi thơm đặc trưng. Ăn tới đâu sẽ lần lượt cho thịt ếch kèm đậu hũ vào tới đó để giữ được vị ngọt, dai ngon, cùng các loại rau và nấm ăn kèm. Lẩu ếch lá giang có vị thơm ngon đặc trưng, không có mùi tanh, ngọt chua thanh đậm đà, cùng gia đình bạn bè ăn vào những ngày cuối tuần, ngày nghỉ lễ rất phù hợp. Nếu gia đình các anh chị và các bạn yêu thích món lẩu ếch lá giang thì hãy tham khảo cách nấu này nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em nha.